Cú đại bàng Á Âu hay còn được gọi với cái tên cú đại bàng. Chúng là một loài cú lớn cư trú ở đại lục Á Âu. Và đây cũng là một trong những loài chim lớn nhất thuộc họ cú mèo. Nó lớn hơn cả cú tuyết, nhưng nhỏ hơn đại bàng vàng. Chúng đôi khi được cho là loài cú lớn nhất thế giới. Chim mái có thể phát triển chiều dài cơ thể lên đến 75cm, với sải cánh dài tới 188cm, trọng lượng dao động từ 1,75 đến 4,6kg. Chim trống nhỏ hơn một chút với cân nặng từ 1,22 đến 3,2kg. Cú đại bàng có hai chùm lông mọc dài ra hai bên đầu, có chiều dài dao động từ 63,3 đến 86,6mm. Nếu không bị hư hại, những sợi lông này ở chim trống được cho là thẳng đứng hơn so với chim mái. Bộ lông là những vệt đốm màu nâu sậm đen và hung. Các đốm nâu đen trở nên dày đặc ở trước trán, gáy, hai bên và sau cổ. Đuôi khá ngắn có màu nâu tía, kèm theo các đốm nâu xám đen với khoảng 6 thanh màu nâu đen. Điểm mặt ít phát triển hơn các loài cú khác. Đôi mắt to đặc biệt với quầng mắt màu cam, nhưng có thể thay đổi màu tùy theo vùng, có thể là đỏ tươi hoặc vàng nhạt. Chân và bàn chân có lông phủ kín. Cái mỏ màu đen cong quặp sắc nhọn với chiều dài dao động từ 38,9 đến 59mm. Video được đăng tải hàng ngày tại kênh YouTube Jimmy Channel. Kèm theo đó là những móng chân màu đen sắc nhọn với chiều dài dao động từ 21,6 đến 40,1mm. Những cái móng này dùng để giữ con mồi tại chỗ, gây tổn thương tới các cơ quan và gây mất máu cho con mồi. Cả hai giới tính đều giống nhau, thoạt nhìn rất khó để phân biệt, nhưng nếu có thể đo kích thước của chúng bằng tay sẽ biết được giới tính. Ngoài ra, ở một số vùng cho rằng ở chim mái có màu lông đậm hơn, tuy nhiên điều này là chưa rõ ràng. Các lông của cú đại bàng có trọng lượng nhẹ và chắc chắn, tuy nhiên trong quá trình săn mồi, các lông có thể bị hư hỏng. Những lông hư này sẽ được thay thế mỗi năm để đảm bảo bộ lông luôn hoàn hảo. Với kích thước lớn, cồng kềnh, cơ thể hình thùng, hai bên tai lông dựng đứng, kèm theo một đôi mắt to màu cam, khiến cú đại bàng trở nên rất đặc biệt. Ngoài việc là một trong những loài cú sống lớn nhất, nó còn là một trong những loài được phân bố rộng rãi nhất. Chúng có thể được tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng cư trú tập trung ở các vùng rừng núi, rừng lá kim, rìa các sa mạc rộng lớn, những nơi có vách đá và khe núi được bao quanh bởi các tán cây và bụi rậm, các đồng cỏ hoặc núi cao, thảo nguyên và các địa điểm xa xôi khác. Về cơ bản, cú đại bàng có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi điều kiện khí hậu và môi trường trên lục địa Á Âu. Nhưng chúng có thể sẽ vắng mặt tại các khu rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á, cũng như vùng lãnh nguyên Bắc Cực cao. Cũng như các loài cú khác, cú đại bàng cũng chủ yếu hoạt động về đêm. Nó hoạt động mạnh ở vài giờ đầu tiên sau khi mặt trời lặn, cũng như vài giờ trước lúc mặt trời mọc. Nó thường tạo ra các tiếng kêu vào những thời điểm khác nhau trong đêm. Và khi kêu, nó thường đứng tại các đỉnh núi nhô cao. Ở những tháng lạnh và cuối thu đến đông, tiếng cú sẽ trở nên ít đi. Tiếng kêu từ tháng 10 đến tháng 12 chủ yếu cho các hoạt động lãnh thổ, còn tiếng kêu vào tháng 1 đến tháng 2 hướng tới mục đích giao phối. Một tiếng kêu rất ghê sợ sẽ được cú thực hiện mỗi khi gặp nguy hiểm, kèm theo tư thế phòng thủ, hạ thấp đầu, xù lông lưng, quạt đuôi và dang rộng đôi cánh. Cú đại bàng săn bắt một loạt các con mồi khác nhau, chủ yếu là động vật có vú nhỏ như thỏ. Video được đăng tải hàng ngày tại kênh YouTube Jimmy Channel. Kể cả những con lợn rừng con. Cho đến các loài chim cỡ lớn cũng được bắt. Nó ăn cả bò sát, lưỡng cư, cá, côn trùng lớn và các loài động vật không xương sống khác. Sinh sản. Chim trống sẽ có trách nhiệm chọn địa điểm sinh sản. Tổ được chọn làm tại những vách đá hoặc sườn dốc, những khe hở hoặc hang động trong các tảng đá. Hoặc nó cũng có thể làm tổ ngay trên mặt đất, giữa các rễ cây tại các địa hình nhô cao. Chim mẹ sẽ đẻ từ 1 đến 2 trứng, hiếm khi là 3 đến 4, nhưng trong một số trường hợp có thể đẻ lên đến 6 trứng. Thời gian ấp kéo dài từ 31 đến 36 ngày. Con non mới nở có bộ lông tơ màu xám, một số màu trắng và một số màu nâu xám. Điều này giúp chúng ngụy trang vào môi trường, tránh ánh mắt của những kẻ săn mồi.
Sau 4 ngày tuổi, các chim non bắt đầu mở mắt. Chim bố đi săn mồi, mang về để trong tổ. Chim mẹ có nhiệm vụ bảo vệ và xé các phần thức ăn phù hợp với thể trọng các con non. Cú non phát triển rất nhanh. Chỉ sau khoảng 3 tuần tuổi, nó đã có thể nuốt gọn các con mồi nhỏ mà không cần mẹ nó xé. Lúc này, chim mẹ bắt đầu rời khỏi tổ, tìm kiếm con mồi để tăng lượng thức ăn khi các con non đang ăn ngày một nhiều. Sau từ 5 đến 7 tuần tuổi, các con non bắt đầu mạo hiểm ra khỏi tổ và đi lòng vòng. Lúc này chúng có thể thực hiện được các chuyến bay ngắn. Tại thời điểm này, chim bố mẹ sẽ chăm sóc chúng ít nhất 1 tháng nữa trước khi để chúng có cuộc sống hoàn toàn tự lập. Video được đăng tải hàng ngày tại kênh YouTube Jimmy Channel. Cú đại bàng gần như không có kẻ thù tự nhiên và nó được xem là loài ăn thịt ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là do con người tạo ra, chủ yếu là do điện giật, tai nạn giao thông, săn bắn. Hiện nay số lượng loài cú đại bàng được cho là giảm do các hoạt động của con người. Tuy nhiên, trên phạm vi rộng với số lượng lớn, chúng lại được xem là loài có ít mối quan tâm. Cú đại bàng có thể sống lên đến 20 năm trong tự nhiên. Cú tuyết hay còn được gọi với một số tên khác như cú trắng, cú bắc cực. Chúng được biết đến là một trong những loài cú lớn nhất thế giới. Cú tuyết rất dễ nhận biết với bộ lông màu trắng và những đặc trưng của họ nhà cú. Loài này có nguồn gốc ở Bắc Cực, Bắc Mỹ và Á Âu. Cú tuyết trống trưởng thành thường có bộ lông màu trắng gần như toàn bộ. Tuy nhiên, một số còn có thêm các đốm nâu. Bộ lông cú mái thường sẽ đậm màu hơn khi xuất hiện thêm nhiều đốm đen trong nền lông trắng. Nếu không quan sát kỹ, rất có thể sẽ nhầm tưởng là một cục tuyết khi chúng đậu trên nền tuyết. Với bộ lông trắng và dày này, giúp chúng thích nghi tốt nhất với cuộc sống khắc nghiệt tại vùng cực Bắc, với cái lạnh lên đến âm 62 độ C. Cú tuyết có đôi mắt màu vàng sáng và đĩa mặt nông. Các ngón chân có lông trắng rất dày bao phủ, chỉ để lòi ra những móng vuốt màu đen cong quặp sắc nhọn. Cú tuyết có chiều dài cơ thể trung bình từ 52,5 đến 64 cm. Chiều dài tối đa của loài cú này khoảng 70,7 cm. Sải cánh cú tuyết trống có chiều dài trung bình khoảng 146,6 cm và cân nặng là 1,6 kg. Cú mái có sải cánh dài hơn một chút, khoảng 159 cm với trọng lượng khoảng 2,1 kg. Những con cú tuyết chưa trưởng thành có bộ lông màu xám đen. Với bộ lông này giúp chúng ngụy trang vô cùng hiệu quả khi sống tại các vùng lãnh nguyên với nhiều kẻ thù. Bộ lông xám sẽ dần chuyển sang màu trắng khi chúng trưởng thành hơn. Cú tuyết có thể hoạt động ở một mức độ nào đó vào cả ban ngày và đêm. Chúng có chuyến bay khá tốt với những cú lướt và bay nhấp nhô ở độ cao thấp. Cú tuyết còn có khả năng đi bộ và chạy khá nhanh. Chúng sử dụng đôi cánh để giữ thăng bằng khi cần thiết. Hơn thế, chúng còn có thêm khả năng bơi lội rất sớm. Vào mùa đông, một số cú tuyết rời khỏi Bắc Cực, di cư đến các khu vực xa hơn về phía Nam. Cú tuyết có thể săn mồi gần như là bất cứ lúc nào cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ những lúc thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Cú tuyết thường kiếm ăn trên mặt đất. Chúng có vẻ dành phần lớn thời gian để đậu trên mặt đất hoặc ở một độ cao vừa phải so với mặt đất, như ở trên trụ rào, cột điện hoặc biển báo đường bộ. Hầu hết cú tuyết săn bắt con mồi theo kiểu ngồi và chờ đợi. Ngoài ra, đôi khi chúng còn bay lơ lửng ở một chỗ trên không để quan sát con mồi và bổ nhào xuống khi con mồi được xác định. Con mồi có thể bị chụp ngay trên mặt đất, trong không trung hoặc cá bị bắt từ mặt nước. Một kỹ thuật săn mồi khác theo kiểu quét, trong đó cú tuyết bay ngang qua và vồ lấy con mồi, giữ nó trong chân và tiếp tục bay đi. Hơn thế, chúng còn có thể săn những con mồi đã ẩn nấp kỹ trong lớp tuyết dày đến tận 20 cm. Mỗi ngày, cú tuyết có thể bắt khoảng từ 7 đến 12 con chuột nhắt để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của mình và có thể ăn hơn 1.600 con chuột lemming mỗi năm. Khi bắt được con mồi, cú trắng thường sẽ nuốt toàn bộ với những con mồi có kích cỡ nhỏ. Những con mồi lớn hơn sẽ bị chúng xé nhỏ ra trước khi ăn. Các dịch dạ dày sẽ giúp chúng tiêu hóa con mồi, trong khi xương, lông và răng không tiêu hóa được sẽ bị đầm lại thành các viên hình bầu dục, rồi bị tống ra ngoài sau khoảng từ 18 đến 24 giờ sau khi ăn. Cú tuyết chủ yếu ăn chuột lemming và các loài động vật gặm nhấm nhỏ khác trong suốt mùa sinh sản. Cú tuyết còn là những kẻ săn mồi cơ hội, con mồi cũng thay đổi đáng kể. Vào những thời điểm có mật độ con mồi thấp, chúng có thể chuyển qua săn bắt các loài gà gô nhỏ.
Cú Tuyết ăn nhiều loài động vật nhỏ như chuột đồng, nhưng chúng cũng săn cả những loài động vật có vú lớn hơn như thỏ, chuột xạ, chuột móc mót, sóc, gấu mèo con, sóc chó thảo nguyên, chuột cống, chuột chũi và các loài chim bao gồm gà gô, vịt, ngỗng, chim rẽ, gà lôi, gà rừng, gà nước, chim lặn, mòng biển, chim sẻ và thậm chí là cả các loài chim ăn thịt khác. Sinh sản. Cú trắng thường được tìm thấy ở khu vực quanh vùng Bắc Cực và những khu vực sinh sản của chúng thường được bao phủ bởi rêu, địa y, nơi có một số tảng đá và thường là những nơi có độ cao thấp. Quá trình sinh sản thường được diễn ra trong khoảng tháng 5 hoặc tháng 6. Tổ thường được làm ngay trên mặt đất, trên một gò đất hoặc các tảng đá. Cú mẹ có thể đẻ từ 3 đến 11 quả trứng và điều này còn tùy thuộc vào số lượng con mồi hiện tại nhiều hay ít. Chim mẹ một mình ấp trứng trong khoảng 31 đến 33 ngày. Cú con mới nở, yếu ớt, được bao phủ bởi một lớp lông tơ màu trắng. Lúc này, cú mẹ dành phần lớn thời gian trong tổ để ấp ủ chúng. Khi chim bố mang thức ăn về, chim mẹ nhận lấy rồi sẽ nhỏ con mồi mớm cho con non và sẽ tăng dần kích thước cho đến khi cú con có thể ăn toàn bộ con mồi. Thức ăn được mang về bởi chim trống và những con mồi dư thừa không ăn hết được cất giữ xung quanh tổ. Tuy nhiên, không phải lúc nào khi làm tổ, cú Tuyết cũng mang chuột về để xung quanh tổ như vậy. Thực tế, chỉ những khi nào số lượng chuột lên minh nhiều quá mức bình thường, lúc đi săn ăn không hết và theo bản năng nó không thể ngăn cản việc mình tiếp tục săn bắt một con mồi khác khi đã no. Khi con non trưởng thành hơn, lúc này cú mẹ không còn ở trong tổ như trước mà sẽ bay đến đậu ở một nơi gần đó để quan sát và sẵn sàng đánh trả nếu có bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm. Những kẻ thù chính của chúng trong mùa làm tổ bao gồm cá Bắc Cực, quạ và chim mòng biển, chó sói xám cũng như các loài chim săn mồi khác. Khi tấn công, cả hai chim bố mẹ sẽ cùng tham gia. Chúng tấn công mạnh mẽ bằng cách bổ nhào từ trên xuống, làm phân tâm và thu hút các động vật ăn thịt đi xa khỏi tổ. Còn khi kẻ thù là các loài chim, cú Tuyết sẽ đứng yên dưới đất và đá ngược móng vuốt lên không trung khi kẻ thù tấn công từ trên xuống. Khi được 2 tuần tuổi, cú con có thể đi bộ xung quanh ra khỏi khu vực tổ. Sau từ 18 đến 28 ngày tuổi, cú con có thể đi bộ ra xa tổ và ẩn nấp vào những ngõ ngách, thảm thực vật hoặc tìm sự bảo vệ từ mẹ chúng. Tuy nhiên, lúc này chúng vẫn chưa biết bay. Sau từ 50 đến 60 ngày tuổi, cú con có thể bay tốt và hơn thế, lúc này chúng có thể tự săn mồi cho mình. Những con cú này bắt đầu sinh sản khi chúng được gần 2 tuổi. Cú Tuyết hiện được xem là loài sắp nguy cấp. Tuổi thọ trung bình của cú Tuyết trong tự nhiên khoảng 10 năm, còn trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống tận 25 đến 30 năm. Cú sừng lớn. Đây là một loài cú bản địa của châu Mỹ. Chúng còn là loài cú nặng nhất còn tồn tại ở Trung và Nam Mỹ. Cú sừng lớn có phạm vi phân bố khá rộng rãi ở Bắc Mỹ, kéo dài đến tận Trung và Nam Mỹ. Ngoài ra, chúng còn là một trong những loài cú dễ thích nghi với môi trường sống nhất thế giới. Chúng có thể cư trú trong các cây, giáp ranh với đồng trống của các khu rừng như rừng rụng lá, rừng cây lá kim và hỗn hợp hoặc rừng mưa nhiệt đới. Ngoài ra, chúng còn được tìm thấy tại các khu vực khác như đầm lầy, đồng cỏ, vùng núi, sa mạc, lãnh nguyên Bắc Cực, bờ biển đá, rừng ngập mặn và một số khu vực định cư của con người như vùng nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, những khu vực rừng giáp ranh với cánh đồng trống thường là nơi mà chúng được tìm thấy nhiều nhất. Cũng giống như các loài cú khác, cú sừng lớn cũng có thân hình dạng thùng, đĩa mặt và đôi mắt hướng về phía trước.
Trên đầu xuất hiện hai chùm lông mọc hướng lên trên trông như là sừng. Phần lông sừng này thường tối màu hơn các phần còn lại của đầu. Đôi mắt của cú sừng lớn có màu vàng và chỉ nhỏ hơn mắt người một chút. Đồng tử mắt mở rộng trong bóng tối và võng mạc chứa nhiều tế bào hình que. Điều này giúp chúng có thị giác tuyệt vời trong đêm tối mịt. Thay vì xoay mắt, loài cú này sẽ quay cả đầu khi quan sát. Và cú sừng lớn có thể xoay cổ đến 270 độ để nhìn về bất kỳ hướng nào. Đĩa mặt có màu từ đỏ, nâu đến xám. Bên ngoài đĩa mặt có màu hơi đen. Cổ cú sừng lớn xuất hiện một vệt trắng khá đặc biệt. Phần lông dưới bụng có màu trắng kèm theo các vạch màu nâu và đen nằm ngang dày đặc. Lưng có màu nâu sẫm, bao gồm các đốm đen và nâu. Chân được phủ lông đến tận các ngón. Mỏ và các móng vuốt cong quặp sắc nhọn có màu xám sẫm kim loại. Cú sừng mái có cân nặng trung bình khoảng 1,7 kg, trong khi cú trống chỉ nặng khoảng 1,3 kg. Chiều dài cơ thể của chúng dao động từ 45,7 đến 63,5 cm và chiều dài sải cánh từ 127 đến 152,4 cm. Vào lúc chạng vạng, cú sừng bay đến đậu ở một nơi thông thoáng như cành cây hoặc tảng đá, rồi cất tiếng kêu. Tiếng kêu thể hiện hành vi lãnh thổ hoặc để thu hút cú mái. Tiếng kêu kéo dài trong 4 hoặc 5 âm tiết, âm vực thấp nhưng lại khá to. Cú sừng lớn chủ yếu săn mồi bằng cách đậu trên một cành cây cao có tầm nhìn tốt, rồi đưa mắt quan sát con mồi. Một khi con mồi được phát hiện, nó nhanh chóng gập cánh lại và lao xuống đất, dùng chân tóm lấy con mồi, rồi sau đó bay vụt lên, mang theo con mồi đến cành cây quen thuộc để thưởng thức. Cú sừng lớn ăn chủ yếu là các loài động vật nhỏ có xương sống trên cạn và chế độ ăn sẽ thay đổi tùy vào sự có sẵn của con mồi, bao gồm thỏ, chuột đồng, những con cú sừng nhỏ và côn trùng. Ngoài ra, tại những môi trường sống bao quanh hoặc tiếp giáp với nước thì con mồi của chúng có chút thay đổi, bao gồm cá, động vật lưỡng cư, động vật giáp xác và các loài bò sát. Sinh sản. Cú sừng lớn là loài chung thủy một vợ một chồng. Tuy nhiên, một số trường hợp, một cú trống có thể có đến hai cú mái. Chúng là loài chim sinh sản sớm nhất ở Bắc Mỹ. Một phần do thời điểm này đêm dài hơn ngày. Mùa sinh sản ở mỗi nơi mỗi khác, nhưng chủ yếu được diễn ra từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, hoặc thậm chí có thể kéo dài đến tận tháng 5. Cú sừng lớn thường chọn những tổ bỏ hoang của các loài chim săn mồi khác, hoặc những cái tổ nằm trong hốc rỗng của thân cây chết, hay thậm chí là các vị trí trên gờ vách đá để làm tổ. Mỗi lứa, trung bình cú mẹ đẻ khoảng 2 trứng, nhưng tỷ lệ dao động là từ 1 đến 6 trứng. Thời gian ấp kéo dài từ 28 đến 37 ngày. Cú con chào đời được phủ bởi một lớp lông tơ màu trắng. Trong khoảng thời gian này, cú bố sẽ có trách nhiệm săn mồi và mang thức ăn về. Cú mẹ sẽ ở bên các con, chăm sóc và bảo vệ chúng. Khi con mồi khan hiếm, cú mẹ có nhiều khả năng sẽ rời tổ đi săn mồi, bổ sung thức ăn cho chim non. Sau khoảng 6 tuần tuổi, cú non sẽ di chuyển đến các cành cây gần tổ và rồi sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên khoảng 1 tuần sau đó. Thời gian các cú non ở trong tổ và nhận sự chăm sóc của bố mẹ khoảng từ 5 đến 10 tuần. Sau thời gian này, chúng sẽ bắt đầu có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, một số chúng vẫn sẽ ở lại vùng lãnh thổ của bố mẹ cho đến tận mùa sinh sản tiếp theo. Trong mùa sinh sản, cú sừng lớn thường bị các loài chim săn mồi như diều đuôi đỏ tấn công vào tổ. Cú sừng lớn là một trong những loài chim phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Vì thế, chúng được xem là loài có ít mối quan tâm nhất. Trong khu vực sinh sống, cú sừng lớn trưởng thành thường không có động vật ăn thịt tự nhiên, ngoại trừ những con đại bàng đầu trắng. Tuy nhiên, việc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành viên cùng loài hoặc khi săn bắt những con mồi to có sự chống trả, điều này có thể khiến chúng phải bỏ mạng. Cú sừng lớn dường như là loài cú sống lâu nhất ở Bắc Mỹ. Tuổi thọ ngoài tự nhiên của chúng có thể cao hơn cả loài cú đại bàng Á Âu. Ngoài tự nhiên, tuổi thọ trung bình của chúng khoảng 13 năm. Tuy nhiên, chúng có thể sống đến tận 29 năm. Còn trong điều kiện nuôi nhốt, tuổi thọ cao nhất được ghi nhận lên đến 50 năm. Cú đào hang. Đây là một loài cú nhỏ, chân dài, được tìm thấy tại các đồng cỏ, khu vực nông nghiệp, sa mạc hoặc bất kỳ nơi nào có thảm thực vật khô thấp ở Bắc và Nam Mỹ. Cú đào hang có đôi mắt màu vàng sáng,
Mỏ có thể là màu vàng đậm hoặc xám, tùy theo phân loài. Chúng không có búi tai, bộ lông có màu nâu ở đầu và cánh, kèm theo đốm trắng. Cổ họng xuất hiện vệt trắng, ngực và bụng chủ yếu có màu trắng, kèm theo những đốm nâu. Cả hai giới tính đều có kích thước lẫn ngoại hình tương tự nhau, với kích thước chiều dài dao động từ 19 đến 28 cm, sải cánh từ 50 đến 61 cm, trọng lượng khoảng 150 g. Vì sinh sống tại những nơi rộng mở, cú đào hang đã phát triển cho mình một đôi chân dài, cho phép chúng có thể chạy nước rút cũng như bay khi đi săn. Cú đào hang thường làm tổ dưới đất, trong những cái hang được tạo ra bởi loài sóc đất. Khi bị đe dọa hoặc có bất kỳ mối nguy hiểm, chúng nhanh chóng chui vào hang rồi phát ra thứ âm thanh nghe như tiếng rít của rắn đuôi chuông. Hành vi này được xem là rất hiệu quả trong việc xua đuổi kẻ thù, bởi chúng đang lầm tưởng bên trong hang là rắn đuôi chuông nguy hiểm. Không giống như hầu hết các loài cú khác, cú đào hang hoạt động chủ yếu vào ban ngày, mặc dù chúng vẫn có xu hướng tránh cái nóng lúc giữa trưa và thường hoạt động mạnh nhất vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Khi săn mồi, cú đào hang thường đậu trên những cành cây nhô lên để quan sát con mồi. Một khi con mồi được phát hiện, nó bay xả xuống hoặc lao ra để tóm lấy côn trùng trên không trung. Đôi khi, chúng cũng đuổi theo con mồi bằng đôi chân dài trên mặt đất. Con mồi bao gồm động vật không xương sống và một số loài động vật có xương sống nhỏ như loài gặm nhấm, lưỡng cư, thanh lằn nhỏ và cả chim. Ngoài thức ăn là động vật, nó còn ăn cả trái cây và các hạt. Thậm chí, nó còn có hành vi tấn công cả một con lửng nếu lửng xâm phạm vào khu vực làm tổ của chúng. Sinh sản. Mùa làm tổ thường bắt đầu vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4 ở Bắc Mỹ. Thông thường, cú đào hang chỉ có một vợ một chồng, nhưng đôi khi một chim trống cũng có thể có hai chim mái. Đúng với cái tên cú đào hang, tổ là một cái hang nằm dưới lòng đất. Thông thường, nó sẽ sử dụng những cái hang có sẵn do các loài vật để lại hoặc do con người làm sẵn cho chúng. Tuy nhiên, những nơi đất cát, nó có thể tự đào hang cho mình. Bên trong, chúng thu thập rất nhiều vật liệu như phân gia súc để bên trong tổ. Một số ý kiến cho rằng mùi của phân có thể đánh lạc hướng những loài thú săn mồi tiếp cận con non. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng mùi phân bên trong tổ giúp thu hút một số loài côn trùng đến và loài cú này có thể dùng làm thức ăn. Cú mẹ có thể đẻ từ 4 đến 12 trứng, chim mái ấp trong khoảng từ 3 đến 4 tuần. Thời gian này, chim trống sẽ mang thức ăn về. Sau khi nở, cả hai chim bố mẹ cùng mang thức ăn về nuôi chúng. Sau khoảng 4 tuần tuổi, các con non có thể thực hiện một số chuyến bay ngắn và bắt đầu rời khỏi hang. Tuy nhiên, chúng vẫn sẽ phụ thuộc vào bố mẹ thêm từ 1 đến 3 tháng nữa, trước khi hoàn toàn độc lập. Cú đào hang có thể sống ít nhất 9 năm ngoài tự nhiên và hơn 10 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Các mối nguy hiểm của chúng đến từ những kẻ săn mồi như lửng, chó săn và rắn. Ngoài những kẻ thù tự nhiên, chúng cũng thường bị giết bởi mèo và chó. Khi băng qua đường, chúng cũng thường bị chết do va chạm với ô tô.